1. Mắm tôm. Mắm tôm loại mắm được làm chủ yếu bằng tôm và muối ăn, vì vậy, đây có thể xem là một loại gia vị có nguồn gốc từ hải sản, giàu purin. Nếu tiêu thụ quá nhiều mắm tôm, nó có thể làm tăng axit uric và dẫn đến bệnh gút. 2. Nước tương đen. Nước tương đen có thành phần chính là làm từ đậu tương, đậu nành lên men. Đậu nành chứa một lượng lớn purin, nên việc tiêu thụ lâu dài loại gia vị này sẽ khiến nồng độ axit uric trong cơ thể tăng cao trong thời gian ngắn và khiến tình trạng ngày càng trầm trọng hơn. Vì vậy, để bảo vệ sức khỏe, những người có lượng axit uric cao nên hạn chế sử dụng loại gia vị này. 3. Rượu gạo. Nồng độ cồn trong rượu gạo rất cao, nếu dùng để nấu ăn lâu ngày, nó không những dẫn đến tích tụ axit uric mà còn cản trở quá trình đào thải axit uric, dẫn đến sản sinh ra một lượng lớn tinh thể urat, gây bệnh gút. Ngoài ra, rượu gạo cũng chứa một lượng lớn purin nên bạn cũng không nên uống trực tiếp nó.